Chưa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng? Người đáp: Bởi anh em thì được ơn hiểu biết các bầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật cho anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tại sao Chúa lại bỏ với họ rằng là có nhìn mà không thấy, có lắng tai nghe mà cũng không hiểu? Bởi vì dân Do Thái lòng chai dạ đá, cho nên họ cố tình họ không hiểu. Nếu mà hiểu thì phải sám hối, cho nên họ cứ bịt tai nhắm mắt làm ngơ. Rồi Chúa nói với còn anh em: Anh em thật là có phúc vì mắt được thấy, có phúc tai anh em được nghe. Vậy thì chúng ta có phúc không? Phúc lớn lắm. Bây giờ chúng ta cứ đến một cái chỗ mà các em khuyết tật ấy, bị khiếm thị, khiếm thính ấy, bị câm điếc ấy, chúng ta mới thấy được rằng là cái mắt của chúng ta nó có giá trị, và cái lời nói, cái lỗ tai của chúng ta nó mới có một cái điều tốt. Các em nó không nhìn thấy được, không nghe được, thế mà vẫn phải sống. Còn chúng ta thì nghe rõ vô cùng và có thể nhìn thấu suốt được mọi sự. Nhưng mà cái nhìn của Chúa muốn nói rằng là phúc cho anh em được thấy, phúc cho tai anh em được nghe. Cái phúc đó ở cái chỗ là như thế nào? Không phải là thấy những cái điều mà chúng ta thấy bình thường, mà thấy được những cái điều mà Thiên Chúa đang muốn nói. Có một thầy sư phụ hỏi với các học trò rằng: Làm sao phân biệt được đêm sắp tàn và ngày sắp đến? Từng học trò trả lời là thấy được một con bò đang đi, chứ không phải là một con ngựa. Học trò thứ hai bảo rằng đó là một cây xoài chứ không phải là một cây mít. Và mỗi học trò đưa ra một câu trả lời. Thầy sư phụ bảo rằng đúng nhưng chưa đúng. Cái đêm sắp tàn và ngày sắp đến đó, đó là nhìn ra được đây là những người anh chị em của mình, thì nó mới gọi là đêm sắp tàn, ngày sắp đến. Các học trò thì nhìn theo kiểu tự nhiên, còn thầy sư phụ thì nhìn theo một cái siêu nhiên hơn nữa, là cái nhìn mọi người đều là anh chị em. Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta là phúc cho anh em được thấy. Có thể là chúng ta thấy những cái điều gì đó, nó là gọi là cái thấy. Nhưng mà trong cái thấy thì nó có một cái điều thâm sâu và Thiên Chúa muốn đang mặc khải cho chúng ta. Mẹ Thánh Teresa Calcutta, mẹ nói với các nữ tu rằng:
Khi mà chăm sóc một bệnh nhân, nhưng không chỉ là một bệnh nhân, nhưng mà trong bệnh nhân đó có hình ảnh của Đức Giê-xu đang hiện diện. Cái nhìn của mẹ Teresa là như vậy. Mỗi người chúng ta cũng đều có cái nhìn đó. Mà tất cả những cái điều mà Thiên Chúa làm đều là những cái kỳ công mà Thiên Chúa đang làm cho con người, để cho con người được ơn cứu độ. Rồi người ta bảo làm sao mà nhận ra biết được là có Thiên Chúa không? Cứ nhìn trời đất và muôn vật. Nếu như mà trời đất và muôn vật này mà không có ai mà tạo dựng thì sẽ không hiện hữu được. Và chắc chắn là có một người nào đó, người đó chính là Thiên Chúa. Và có thể là chúng ta không thấy Ngài, nhưng mà Ngài vẫn đang hiện diện chúng ta. Hay là chúng ta thấy cái micro này, nó chỉ là một cái vô tri vô giác đấy, nhưng mà chắc chắn là có một kỹ sư nào đó đã sáng chế ra, mà chúng ta không thấy cái vị kỹ sư đó là ai, tên gì, sống vào thời nào và chết tạo ra cái micro này vào thời gian nào, không biết. Nhưng mà chúng ta tin được rằng là có người đã sáng chế ra cái này. Cái nhìn của Chúa là phúc cho các anh em, các con ngươi là có cái mắt vì được nhìn thấy, và cái tai thì được nghe. Và nhiều khi chúng ta nghe được đủ mọi âm thanh của trần gian này, tiếng nhạc, tiếng động, tiếng xe, tiếng chim hót, chỉ là nghe. Nhưng mà cái nghe, cái điều quan trọng cái nghe là làm sao đó có một cái sứ điệp của Chúa để đưa tới cuộc đời. Nhiều khi chúng ta đi lễ mà ra khỏi nhà thờ về nhà không biết là hôm nay bài tin mừng nói gì, không biết là hôm nay ông cha ông giảng cái gì, có thể chúng ta quên đấy. Vậy cái nghe của chúng ta không phải là nghe, mà phải lắng nghe, để rồi có một cái sứ điệp của Chúa đi vào cuộc đời. Và khi đó chúng ta sẽ biến đổi cuộc đời. Có một linh mục đi học ở Đức, có một cái bằng tiến sĩ giỏi lắm, nhưng mà về giảng cho giáo dân thì giáo dân không hiểu. Người ta phàn nàn cha giảng chẳng hiểu cái gì cả. Mà quả thực là vậy, Ngài cứ dùng kiến thức của Uyên Bác rồi những gì nghiên cứu thì làm sao họ được hiểu được. Thế Ngài cũng cảm thấy chán, từ nay không giảng nữa. Lễ chỉ dâng lễ thôi, đọc bài tin mừng xong là không giảng. Thế rồi ngày kia thì Ngài vừa trong phòng áo bước ra, có một em bé nó chạy đến nó bảo: tại sao hôm nay cha không giảng? Và một cái câu đánh động cho Ngài. Ngài phải soạn bài lại. Ngài bảo phải soạn bài lại, bởi vì giáo dân không phải là ai cũng được đi học triết lý và thần học. Ngài soạn lại, từ từ bắt đầu cái bài giảng được mọi người đón nhận. Nếu như Ngài không lắng nghe cái lời của đứa bé đó thì chắc chắn là cuộc đời của Ngài nó vẫn là như thế. Bởi vì cái tôi và cái thành kiến của con người chúng ta nó làm cho chúng ta bị bịt mắt và bịt lỗ tai lại, cho nên chúng ta không thấy được cái điều mà chúng ta phải nhìn, cái điều chúng ta phải nghe. Bởi thế cái điều khiêm nhường rất cần thiết cho đời sống. Nếu chúng ta biết lắng nghe, biết nhìn theo đúng ý Chúa, thì đó là một cái sứ điệp tin mừng mà Chúa đang đến trao đến cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa biến đổi cuộc đời, đôi mắt và lỗ tai, để cuộc đời chúng ta trở nên khí cụ bình an của Chúa và cho mọi người. Amen.